Tối hôm trước cháu có đi xe xuống, cháu đi xuống chỗ khu vực Quế Võ, Làng Giang. Mấy giờ? Tầm 8 giờ. Xuống xong để cháu lẻn trèo theo đường mái tôn nhà bên cạnh để vào quán Thế Giới Di Động ở Làng Giang, Quế Võ. Xong rồi một hồi đêm cháu tìm cách bu dây xuống dưới quán Thế Giới Di Động, xách theo ba lô thì cháu có lấy trộm điện thoại ở trong đó. Vào cháu mang theo ba lô, trong đó thì có búa, dao, kìm, kéo, dây. Sau đó cháu vào trộm điện thoại, chính là trong chỗ bản trải nghiệm của mình. Cháu có lấy không, cháu lấy không lấy thì cháu để lại ra chỗ tủ, cháu lấy điện thoại vẫn đang ở hộp cho vào trong ba lô. Lấy xong thì cháu ra để trèo lên trên để tẩu thoát thì chú bảo vệ chú dậy, chú đi ra cũng không, chưa biết cháu thì cháu cũng, bởi vì biết chỗ đấy cũng không chạy được rồi, chú đi ra thì cháu cũng chặn chú lại, cầm dao dọa thôi. Cháu bảo là cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa, thì chú anh để tôi đi, bảo vệ với chú bảo vệ và anh để tôi đi, tôi cũng không làm gì anh cả. Chú bảo vệ cố chống cự để quay lại chỗ chú ngủ, lùi lại vài bước để ghế để đập cháu. Cháu tay tiện tay đóng dao thì cháu cũng phản xạ chống cự để chú thôi, cũng thấy đâm vào chú là có máu. Bán bao nhiêu địa điểm? Cửa hàng tầm 5 đến 6 địa điểm. Cái tiền bán điện thoại được thì dùng để làm gì? Cháu dùng được để trả nợ, quay qua cái chuyện không ai xảy ra. Hai là cháu cũng mong sự khoan hồng của pháp luật.